làm cái gì để phăng lưới à? Đây nè. Con tận mình con thấy. Đúng rồi. Làm rửa và vệ sinh tại biển luôn. Chào các bạn nhé. Hiện tại chúng tôi đã có mặt tại bãi dài sau khoảng 12 cây số chạy từ xe máy từ Nha Trang ra. Và rồi mình cùng đi một vòng bãi dài xem sao nhé.